đấy là mình thích mình thích đi cano lên em mà đủ má giờ nếu có tiền còn ở ngàn chứ về bơm xe đi giờ đứng coi người ta đi giờ hết đường. Thế mày thích đi anh tiếng tài trợ cho đi chứ em sợ vậy. Còn 2000 hả? Thì mày thích đi thì anh cho mày đi chứ mày sợ vậy. Yêu tìm lắm. Đó tao hỏi tôi nhiều năm ngàn dí không? Năm ngàn dí đi. Đứng đây nhìn gái được. Phải đi, tốn tiền lắm. Cái gái đéo đầu mày nó xấu chứ mày chứ này. Quạt uy tín tại shop nghiemiclen.com và bán rất nhiều thẻ cạc game. Ok anh em, trước khi mà đến với cái video của mình, mình sẽ vào cái shop của mình mua tặng cho các anh em những cái ạc nha. Cũng rất là khá lâu rồi mình chưa mua tặng cho các anh em những cái ạc. Cái shop của mình thì nhưng mình cũng nhắc sơ qua là cái shop của mình là nạp thẻ, thì anh em nên nạp thẻ mà nạp thẻ ATM với ví điện tử cho số tiền mà mình nạp được 100% nha. Như nữa mình sẽ vào cái shop mình, nói chung là cái shop của mình mới cập nhật với vòng quay may mắn anh em. Đây mình sẽ nói sơ vào đây vòng quay may mắn này. Đấy, chung là mình cũng bán rất là nhiều ạc cho anh em rồi. Anh em thấy ông chồng người mua không? Bây giờ mình sẽ vào để mà quay tặng cho các anh em những cái ạc hên xui nha anh em. Nói chung là mình quay hên xui để mà tặng cho các anh em nha. Ở đây là mình buộc vòng quay liên minh hiện thoại BMK này. Bây giờ mình sẽ quay liên minh hiện thoại. Anh em nào chơi liên minh thì hãy nhận lấy. Đấy. Quay. Ngẫu nhiên. Rồi đây một nick. Thôi mình, nói chung là mình quay mấy cái ạc thôi, bây giờ mình sẽ mua ạc tặng cho các anh em nha. Rồi mình check thông tin cho các anh em lượm ạc nha. Đấy anh em. Đây bây giờ mình sẽ vào check mấy cái tài khoản mà nãy mình quay vòng quay để anh em mà lượm nha. Đây lịch sử vòng quay 20k này. Đây là tài khoản mật khẩu của nó nha anh em. Đấy. Rồi 32k nè. Đấy, đây tài khoản mật khẩu đây nha anh em. Đấy. Quay tiếp tục với cái đây nè. Đấy, tài khoản mật khẩu của game Gucci nha anh em. Đấy. Đây. Yisbin Mobi đó. Mình quay liên minh điện thoại nè. Đấy. Rồi mình cũng lâu lâu cũng mua cũng vào shop của mình để mà mua tặng cho các anh em những cái ạc nha. Rồi nhưng mà shop mình bán rất là nhiều thể loại game nên là anh em mà theo hồ mà lựa chọn mà muốn chơi game gì thì mua game đó. Rồi mình sẽ để cái link shop của game mình ở phần mô tả phần comment để anh em nào mà muốn mua ạc giá rẻ tính thì ghé vào shop của mình nha. Giá rẻ tính tuyệt đối. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel mình. Mình là Nghĩa Lên, chắc mình là Minh Phúc, đây là Phúc ở nhà anh em. Nói chung là hôm nay lần đầu tiên mình cũng được đi hòn khô không? Còn cô hiện tại đang mình xuống rồi anh em ơi. Cái thùng cái chém con tiếng kìa, đồ mát nó tự ăn tiếng kìa. Cũng chém con tiếng rồi, chữ tiếng rồi. Đi với mình là Phúc với tiếng Black cho anh em, tiếng Black hiện tại là ngồi bên kia. Đấy. Còn tôi bên kia đó không, chắc em anh em cũng thấy đâu. Đấy. Hôm nay mình cũng quay lại một cái clip mà để mà đi về một lần đi chơi ở Hồng Khô anh em cho các anh em xem nha. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cái clip này, anh em cùng theo chân mình đến với cái cuộc đi chơi của anh em chúng mình luôn. Ok, let's go. Ok anh em, bây giờ hai anh em với anh em mình chỉ biết đều đi ra ghi chi nha anh em. Rồi ra ghi. Đấy. Trời ơi ước mùng quá ta.
hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms, this is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Ok anh em, hiện tại là mình mới với cái phim anh em. Đấy. Đấy, trời. Cô anh em, lần đầu tiên mà mình được đi Hồng Khô luôn á. Cắt hồ rồi dính nước biển thôi. Nữa nè. Cắt già cho đỡ dính nước biển xét. Già mà cũng vui chết. Đấy là mình thật. Mình thích đi cano lên em mà đủ má giờ, nếu có tiền còn ở ngàn chú về bộ xe đi, giờ đứng coi người ta đi giờ hết đường. Ý mày thích là thích đi không? Anh tiếng tài trợ cho đi chứ em sợ vậy. Còn 2.000 hả? Thì mày thích đi thì anh cho mày đi chứ mày sợ vậy. Yếu tiền lắm. Đó tao hỏi tôi nhiều 5.000 dí không? 5.000 dí đi. Đứng này nhìn gái được. Phải đi, tốn tiền lắm. Cái gái đéo đầu mày nó xấu chứ mày. Với này đuổi đâu vậy? Thấy ngon mà. Con này. Trong giờ ngồi với mẹ. Ha còn này. Mua thì gì bán lại mua lại luôn mẹ. Đồ con kéo mập bự quá không? Để anh, để anh, để anh. Để anh, để anh. Cực, cực quá xì xì bự rồi. We'll be right back.
Em nói chung là mấy anh em mình mới đi lặn biển cho anh em dù rất là mệt luôn. Bây giờ hai anh em mấy anh em mình về. Trong là hòn khô à, nói chung là khu vực trời rất là lý tưởng luôn. Anh em nào ấy ký thêm nha. Phúc thì nó border nó dám tép anh em thôi. Okay à. Nói chung rất cảm ơn các anh em đã theo dõi cái clip này. Cho like và subscribe kênh nha. Bye bye các anh em nha.